xin kính chào quý vị và mời quý vị cùng theo dõi phần điểm tin buổi sáng. Hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 20 tháng 3 năm 2021 và sau đây là một số tin đáng chú ý. Dân chủ đưa nghị quyết khai trừ trên biểu ủng hộ bạo lực phía Cộng Hòa. Di dân, dân bất hợp pháp có thể làm việc cho các ủy ban của Santana. Trung Quốc nói mùi thuốc súng nồng nặc trong thảo luận với Hoa Kỳ. Cộng sản Việt Nam xóa tên Trung Quốc chỉ ghi quân xâm lược trong văn kiện đảng. Báo Công an Nhân dân lừa hàng trăm người mua nhà và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết. Mở đầu phần tin ngày hôm nay thì chân biểu Jimmy Gomez của Đảng Dân Chủ California chính thức à, trình nghị quyết đòi khai trừ chân biểu là Marjorie Taylor -Rin của đảng Cộng Hòa ra khỏi Hạ viện vì những biểu hiện ủng hộ hành xử bạo lực trên các đồng viện phía dân chủ theo CNN. Ông Gomez thường tuyên bố hôm thứ Sáu ngày 19 tháng 2 tại Hạ viện rằng Tôi không thích thú gì để đưa ra quyết định này, nhưng bất kỳ thành viên nào kích động bạo lực và đe dọa tính mạng của tất cả chúng ta phải bị khai trừ. Hồi năm 2019, trên trang Facebook, thì bà Rin cho thấy bà đánh dấu like cho lời bình luận của một phiên đàn vào đầu sẽ nhanh hơn để rút phế bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện. Một Facebooker hồi năm 2018 đặt câu hỏi chừng nào treo cổ bọn chúng trên trang Facebook của bà Rin ám chỉ cựu Tổng thống Barack Obama và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton. Sân khấu đã sắp xếp xong, người trong cuộc đang được đặt vào vị trí. Chúng ta phải kiên nhẫn, cần phải làm thật hoàn hảo nếu không có một quan tòa cấp tiến sẽ thả bọn họ. Đó là lời của bà Rin trả lời lại. Và quay sang phần tin đến từ Santa Ana. Thì thành phố Santa Ana vừa qua đã thông qua một cái luật cho những người di dân bất hợp pháp được làm việc trong các ủy ban hay các hội đồng của thành phố. Theo nhật báo Los Angeles Times, hội đồng thành phố Santa Ana đã bỏ phiếu vào tối thứ Ba ngày 16 tháng 3 và loại bỏ yêu cầu cư dân phải công được quyền bỏ phiếu để được làm việc trong các ủy ban của thành phố. Học viện cho biết là Santa Ana đang có khoảng 100.000 cư dân là người không có giấy tờ hợp pháp và luật mới của Santana được giới thiệu trong tháng 3 và được toàn bộ hội đồng thành phố ủng hộ, sau đó được thông qua vào tối thứ ba. Santana có 10 ủy ban và hội đồng từng đòi hỏi nhân viên phải là công dân hợp pháp. Thành phố chỉ có hai hội đồng hay là ủy ban không đòi hỏi điều này, là ủy ban trẻ em và ủy ban công dân giám sát đạo luật sau khi thông qua luật mới, những cư dân không có giấy tờ ở Santana có thể làm việc cho các ủy ban hay là hội đồng thành phố như ủy ban nghệ thuật và văn hóa, hội đồng nhân viên, ủy ban phát triển công cộng, ủy ban quy hoạch và một số ủy ban khác. Và quay sang hoạt tin khác, thì Trung Quốc vào hôm thứ Sáu ngày 19 tháng 3 đã nói rằng người thấy mùa thuốc súng nồng nặc trong cuộc thảo luận với hai chế chức cao cấp của Mỹ ở Alaska, à, tiếp tục trọng điệu gây gắt trong các cuộc họp tận mặt đầu tiên dưới thời Tổng thống Joe Biden, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Triệu Lập Kiên khi phát biểu trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh đã nói rằng là các giới chức Hoa Kỳ tại cuộc họp ở Alaska đã khiêu khích khiến giới chức Trung Quốc phải có phản ứng nghiêm túc sau khi phía Hoa Kỳ đưa ra các cáo buộc không bằng cớ về chính sách đối ngoại và đối nội của Bắc Kinh. Ngoại trưởng Anthony Blinken và Ngoại trưởng lãnh đạo chính sách ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì đã kích các chính sách của quốc gia hai bên tại cuộc họp hôm thứ năm ở Alaska. Ông Triệu đã cáo buộc phía Hoa Kỳ đã nói quá thời gian thỏa thuận trong phần tuyên bố mở đầu, khiến phía Trung Quốc phải đáp trả. Cuộc họp kéo dài sang tới ngày thứ sáu đã diễn ra trong hoàn cảnh có nhiều bất đồng ý kiến giữa hai quốc gia về vấn đề thương mại, kỹ thuật, nhân quyền, Đài Loan và các đảo trong vùng biển Đông cũng như là biển Hoa Đông. Trung Quốc cũng mạnh mẽ phản đối việc Hoa Kỳ đòi có sự minh bạch hơn về nguồn gốc của đại dịch Covid-19, vốn bùng ra trước nhất là từ thành phố Vũ Hán ở Trung Quốc vào cuối năm 2019. Phát ngôn viên Triệu nói rằng là trong cuộc họp báo, phía Hoa Kỳ đã khiêu khích trước nhất là do cả hai bên đã thấy có mùi thuốc súng và căng thẳng từ ngay lời phát biểu đầu tiên, đây không phải là dự trù của phía Trung Quốc. Và quay sang phần tin đến từ Việt Nam. Thì vào hôm 18 tháng 3, giáo sư Hà Dương Tường sống ở Pháp viết trên Facebook rằng một người bạn của tôi vừa viết là gần đây anh có dịp đọc văn kiện đảng toàn tập và nhận thấy trong các tập từ năm 1979 trở đi thì những phần liên quan đến cuộc xâm lược từ Trung Quốc năm 1979 đến năm 1988 đã bị cắt bỏ thay bằng dấu bà chấm. Theo giáo sư Hà Dương Tường, văn kiện đảng toàn tập tập thứ 40 năm 1979 và tập 41 năm 1980 đều cho nhà xuất bản chính trị quốc gia phát hành năm 2005, tên Trung Quốc chỉ là dấu ba chấm. Văn kiện đảng toàn thể đã thể hiện những quan điểm chính thức của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Do vậy mà tài liệu này nghiễm nhiên được coi là kim chỉ nam của đảng và cũng là tài liệu được giảng dạy về chính trị tại các trường đại học. Việc biên tập hai chữ Trung Quốc thành dấu ba chấm đã có tiền lệ trên truyền thông nhà nước từ nhiều năm nay vào các dịp kỷ niệm ngày Trung Quốc chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa và thảm sát binh sĩ Việt Nam tại đảo Gạc Ma cũng như ngày nổ ra cuộc chiến tranh biên giới Việt Trung 1979 chỉ một vài báo đảng năm nay được ban tuyên giáo trung ương cho phép nhắc tên Trung Quốc trong lúc những báo còn lại chỉ ghi chung chung là quân xâm lược phương Bắc hoặc là địch hoặc là giặc vân vân và cũng trong phần tin Việt Nam, thì hôm 19 tháng 3, bà Thanh Hằng, phóng viên tờ Công an Nhân dân, đã đăng một bức thư ngỏ trên trang cá nhân đề là gửi các đại biểu quốc hội liên quan việc nhân viên báo này trả tiền mua căn chung cư được 12 năm nhưng không được giao nhà. Chung cư này cho báo Công an Nhân dân xây và bán cho phóng viên nhân viên của báo với giá nội bộ. Đây là tờ báo chính thức của lực lượng Công an Cộng sản Việt Nam trong văn bản thì bà Hằng mong được các đại biểu quốc hội quan tâm, từ đó thúc đẩy các ngành liên quan quan tâm đến số phận của gần 200 gia đình bị lừa hơn 10 năm qua. Theo nữ phóng viên, đến nay thì tất cả những người mua đã nộp đủ số tiền mua nhà ban đầu và nộp thêm gần 60% tiền trượt giá sau vài năm, tức là gần 160% so với thời gian ban đầu. Tổng số tiền đã nộp để mua căn chung cư này được ghi nhận là hơn 200 tỷ đồng. Bà Hằng viết thêm rằng là việc thanh tra chung cư báo công an nhân dân được Bộ Công an tiến hành vào tháng 8 năm 2020 mới có kết luận thanh tra. Theo kết luận này, thì ông Nguyễn Hữu Ước và ông Phạm Văn Miên, hai đời tổng biên tập xây dựng chung cư này cùng một số thành viên ban biên tập đều vi phạm rất nhiều luật. Nhưng cho đến nay, việc xây dựng tòa chung cư vẫn không được khắc phục và kết luận là thanh tra cũng không chuyển sang cơ quan điều tra. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin buổi sáng của Jimmy. Hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp.